Rồi cá lăng rồi. Ú bự quá. Ôi con này bự nè. Ú quá đã con này. Ui bự dữ vậy. Ui khủng khiếp. Cá lăng khủng khiếp. Chào cả nhà nha. Hôm nay hai chị cháu mình đi kích cá một bữa kìa. Đây. Đang chuẩn bị đồ. Wow. Đây. Chuẩn bị đi du ngoạn một chuyến. Bây giờ cháu nó đang chuẩn bị đồ nghề. Nén đá chưa? À, giờ dứt miếng cơm mà ai dẫn cháu đi. Bữa nay trải nghiệm trên sông bữa quá đã. Cái này những gì? À mắm quá đã. Chén mắm ớt. Trời ơi, chén mắm ớt cái đã. Này. Bỏ nó một tiếng không rồi. Dưa gạo hơi đã. Lagu. Lagu, lagu. Đuôi ăn với ăn. Ba chế. Chén thôi, hai cái chén đủ rồi. Hai cái này đủ rồi. Có hai đũa trở rồi đúng không? Rồi đủ rồi. Ớt không? Lấy ớt. Lấy gì nữa? Lấy cơm nữa đúng không? Rồi nhà cất đẹp ra. Chín chưa, chín chưa? Mà bữa đại đứa ăn chén thôi chứ. Bữa đại đứa ăn chén thôi chứ ăn cái gì mà con nói nữa. Ăn chảnh luôn hả? Lấy dẻ kìa, lấy dẻ, lấy dẻ. Dẻ bước lên. Nóng. Dựng cháo thôi mà bài nhiêu đây nè. Cơm cả nhà ơi, cơm nha. Giờ mình ăn cơm, ăn cơm xong mình hai cháu mới đi. Rồi ăn no xong rồi, giờ hai dựng cháo lên đường nè. Bữa nay trải nghiệm một bữa sông nước một bữa kìa. Thank you.
sắp xếp làm sao mà chỗ nào ngồi để lát con đi qua đi vô cho nó dễ vô lên. Ủa đứng ở dưới thôi hả? Rồi lát nữa ta ngồi ở đâu? Sắp xếp cái đổ gì ngồi. Ngồi ngay đó được không? Ngay chỗ đó được không? Được, chỗ nào cũng được hết. Nửa xíu ngay đó đó. Được. Gắn cáp chưa hả? Xài dở lắm, xài khá dục. Nè cắm này đi. Xuống. Đâu. Đâu đâu đâu. Không có dép chưa rồi. Xích lên vậy được không? Rồi, vậy được không? Đứng kia kìa. Hả? Quay mặt tay đó. Một cái hả? Ok.
quên gì? À đây hả? Nước như này đang đang đập mạnh ghê luôn. Điện nó đang chạy, bóp cái này nẹt nẹt. Không. Trên không à. Đâu có đâu, trên không à. Không 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 đâu, nó chỉ nằm trên thôi à. Đi tiếp, đi tiếp. Nước đạp mạnh dữ ơi, vô lên. Nó tới sông lớn. À. Bóp có điện dưới đây. Nó nhảy à, cá nhỏ nó nhảy à, vô lên. Cổng đây nè, bóc được không? Bóc bỏ xuống à. Đúng là lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên đi kích cá nè. Ở kia kìa. Ủa, cái ghe đó nó làm cái gì, có cái mũi đó, nó làm cái gì?
nhủi không á hả? Giờ đi tiếp. Kích cá là gì đó nha anh em. Mình bóp ở dưới đây có dây điện nè. Chưa. Mấy ông cáp này nè, mấy ông cáp này mình kích vô đây. À không có con gì hết trơn. Rồi không có, không có, giờ mình đi tiếp.
cung dưới đây luôn. Tốc độ gửi thì đúng là sông nước lần đầu tiên luôn. Nổ cái gì khét luôn.
không có. Ủa, vậy mà không có cá ha. Dài tiếp nữa. Thường mấy bụi gặm này nè. Phải không chú Linh? Thường mấy bụi gặm này nó núp phải không? Đây đây nè. À, có một con nè, có một con. Thì vô đi bắt lên được mà, cái giật vớt luôn hả? Rồi được một chú cá mè. Muốn nước hả? Ra đâu? Mày quá trời luôn kìa, nhảy. Ồ, nổi cái gì nhỏ nhỏ quá trời luôn kìa. Cá bự gì nhảy trống lủng 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 trống. Nè có con cái gì nè. Wow, cái lăng nè. Wow, cái lăng đã chưa? Cái nhỏ nhỏ cái lòng tông
trải nghiệm mà hôm nay trải nghiệm đi sông nước kích cá luôn, mới có được 2 chú. Xe lan cò bay đằng kia. Nước đạp mạnh ghê luôn. Đúng là thiên nhiên ha. À, có máy oxy cho nó thở. Máy oxy cho nó thở, nó không bị chết. Giờ tới đây rồi. Kìa, cái lăng kìa. Quá đã, bự ghê luôn á. Con cái gì kìa? Cái lăng bự ghê luôn. Quá đã, cái lăng cu nu. Cái gì? Con nữa hả? Đâu rồi, chơi đâu rồi? Là cái gì? Chìm rồi. Nước trôi lẹ quá, chìm rồi. Đâu đâu đâu. Thấy hay vậy? Đang nổi rồi không? Vòng lại bắt, vòng lại bắt. Sao rồi? Kèo phải không? Lẹ dữ. Lẹ dữ. Nè. Giật lẹ lên nó nổi kìa, Quá mập mạp luôn. Quá đã. Cái lăng không ta? Lăng bự bự không à. Có hiệu quả. Đúng là nghề ha. Nghề ai nấy biết. Ủa dùng ba không thấy luôn mà mày thấy hay thiệt. Đúng là nghề. Cái gì? Tông mà mập.
trong ở mặt mặt Unu. Con gì nhảy trống à? Giờ tiện ha, chỉ cần để vậy thôi là cái nó ẹt tới là xong. Hay phải nói hay, bởi đi sông nước mới biết. Tiếp tục cứ gô gô biển hả? Gô biển cái gì vậy? Con gì vậy? Đó, cá lăng rồi. Ú, bự quá. Ôi, con này bự nè. Ú, quá đã con này. Ui, dữ vậy. Ui, khủng khiếp. Cá lăng khủng khiếp. Sông này cá lăng nhiều quá ta. Lũi mấy bụi này mới cá mới nhiều. Lũi mấy bụi trôi, dễ sợ trôi. Hôm nay là ngày đầu tiên luôn nha mấy anh chị em mình. Ngày đầu tiên luôn á, mình đi sông nước với cháo kích cá. Đây là thuộc dạng sông Dầm Cỏ, sông Dầm Cỏ Đông mình á, thuộc ở Long An. Đây mình hôm nay mình trải nghiệm một lần đầu tiên mình đi kích cá, thì nói chung ra cá cũng nhiều, cá lăng bự bự không, mà đa số cá lăng không. Bình quá trời của mình. Rồi, ở đây nè, tắt đi. Nhiều.
cơ. À, cá mè nè. Tránh cái video quá dài, mình sẽ làm chia ra mình làm hai tập nha mấy anh chị em. Để mình chia ra hai tập đi. Hôm nay mình trải nghiệm chắc cũng đi con sông này, chắc hai dưỡng cháu đi chắc cũng tới chiều. Thì mình làm mình chia ra hai tập. Mời các anh chị em xem tập tiếp theo phần 2 kìa. Cá kìa. Nó dướng trong lục bình á. Cái dứa. Dứa. Đây đây nữa nè. Kết thúc tập 1 đi ha mấy anh em. Chuẩn bị mình làm tới tập 2 ha. Mời các anh chị em và các bạn xem tiếp tập 2 ha. Đây, cá là được nó ít nó nhảy lên rồi.